Thiếu niên và chim diệc có phải là một bộ phim ích kỷ? Có lẽ, rất nhiều các bạn khán giả sẽ tự hỏi câu này sau khi chiêm ngưỡng kiệt tác cuối cùng của Hayao Miyazaki, và kể cả đối với những fan hâm mộ nhiệt thành của Studio Ghibli, đều cảm thấy bộ phim này thật sự có cái gì đó rất hụt hẫng. Rõ ràng phim vẫn hay, vẫn tuyệt đẹp, vẫn sáng tạo đúng chất Ghibli, nhưng nó lại không thực sự nổi trội so với gia tài phim ảnh lẫy lừng của đạo diễn Miyazaki. Giới phê bình phim quốc tế tôn vinh bộ phim là kiệt tác đỉnh cao nhất của ông, nhưng cũng rất nhiều khán giả đại chúng chê rằng đây là bộ phim dở nhất Miyazaki từng làm. Vậy thực sự thì, liệu đạo diễn Hayao Miyazaki có quá ích kỷ với những người hâm mộ mình khi ông làm ra bộ phim này? Và rốt cục ông muốn gửi gắm thông điệp gì cho chúng ta? Chào mừng các bạn khán giả đã đến với video luận bàn về phim ảnh của Đèn Đỏ Cinema. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau giải mã bộ phim mới nhất của Studio Ghibli mang tên Thiếu Niên và Chim Diệc. Lưu ý rằng, video này sẽ tiết lộ phần lớn nội dung phim, do đó những bạn nào chưa đi xem Thiếu Niên và Chim Diệc ở ngoài rạp thì hãy đi xem ngay và luôn để hiểu rõ nội dung của video này nhé. Hồi một của bộ phim bắt đầu bằng hoàn cảnh cuộc sống của cậu bé Mahito, sinh ra và lớn lên ở Tokyo trong bom đạn chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại đã cướp đi người mẹ của cậu trong một vụ hỏa hoạn ở bệnh viện nơi mẹ cậu đang điều trị và cũng đã thay đổi cuộc sống của cậu sau đó một cách chóng mặt. Cậu phải chuyển đi ở nơi khác, phải chung sống với mẹ kế mình đang mang bầu là Nasuko, cũng là em gái của mẹ cậu, và gặp nhiều khó khăn hòa nhập với môi trường sinh sống và học tập mới, trong khi đồng thời vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi đau mất mẹ. Niềm vui trong cuộc sống của cậu cứ thế cạn dần theo ngày, trong khi những người xung quanh cậu vẫn vô tình sống tiếp như không có gì xảy ra. Nhưng rồi vào một ngày nào đó, cậu vô tình tìm được cuốn sách của mẹ cậu, có tiêu đề là Bạn sống thế nào? Và như đã nghiệm ra được chân lý của đời mình, cậu quyết tâm chủ động đi giải cứu mẹ kế của mình là Nasuko sau khi chứng kiến cô bước đi trong vô thức vào trong khu rừng và về phía tòa tháp bí ẩn. Phần còn lại, có lẽ là một cuộc hành trình sẽ có ảnh hưởng mãi đến cậu sau này. Với những ai đã tìm hiểu về lai lịch của đạo diễn Hayao Miyazaki cũng như đã tìm hiểu về các bộ phim của ông, chắc chắn các bạn sẽ nhận ra được những điểm tương đồng giữa nhân vật Mahito với chính đạo diễn Miyazaki thời niên thiếu. Cũng sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh, Hayao Miyazaki luôn mặc cảm với xã hội về gia cảnh của mình, là một gia đình khá giả kiếm sống nhờ việc sản xuất các bộ phận của máy bay, tương tự như Mahito. Đây là một niềm đam mê lớn với ông, khi rất nhiều bộ phim của ông đều khắc họa vẻ đẹp của những chú chim sắt trên bầu trời, cũng như cảm giác sảng khoái tự do của các nhân vật trong những cảnh bay. Nhưng đồng thời đây lại cũng là một nỗi hổ thẹn vì ông cho rằng gia đình mình kiếm tiền phục vụ cho chiến tranh, tức trên máu của người vô tội, và điều này được thể hiện qua hai bộ phim trực tiếp về máy bay của ông là Chú Heo Phi Công và Gió Nổi. Chính điều này đã đẩy đưa ông vào con đường họa sĩ hoạt họa và sáng tạo nghệ thuật như một cách để thoát ly khỏi thực tại tàn khốc. Đồng hành với Miyazaki suốt thời niên thiếu chính là mẹ của ông, người đã phải điều trị bệnh lao xương trong một thời gian dài. Mối quan hệ gắn bó khăng khít với mẹ chính là cơ sở cho rất nhiều nhân vật chính trong phim của ông là phụ nữ hoặc trẻ em. Mặc dù mẹ của ông đã khỏi bệnh mà không mất sớm như mẹ của Mahito trong phim, song ta có thể dễ dàng nhận ra nỗi sợ mất mẹ của ông đã ảnh hưởng rất lớn trong những bộ phim của ông sau này. Ví dụ như bà mẹ mắc bệnh lao xương trong Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro, hay người vợ bị ho lao nặng và qua đời trong Gió Nổi, và gần nhất là mẹ của Mahito. Và cuối cùng, một chi tiết quan trọng trong hồi một là cảnh Mahito tìm được cuốn sách Bạn Sống Thế Nào do mẹ mình để lại. Bạn Sống Thế Nào là một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi nổi tiếng được phổ cập rộng rãi ở Nhật Bản. Và đạo diễn Hayao Miyazaki từng nói rằng đây là cuốn sách ông thích đọc nhất thời niên thiếu. Nội dung của cuốn sách và bộ phim về cơ bản không có quá nhiều điểm tương đồng với nhau, song một thông điệp chung rất quan trọng của cuốn sách đã thay đổi cả tư duy của Mahito và chính đạo diễn Miyazaki, và đã đóng góp rất lớn vào hành trình của cả hai người trên về sau. Thông điệp đó là gì? Thì các bạn hãy xem đến hết video để hiểu rõ nhé! Bước sang hồi 2 của câu chuyện, gần như không có gì nhiều đáng chú ý ngoài hành trình cậu bé Mahito phiêu lưu trong thế giới bên kia trong khi đang cố gắng giải cứu mẹ kế Nasuko trở về. Đối với các bạn khán giả thông thường thì có lẽ đây chỉ là một phân đoạn để trầm trồ thán phục trước sự sáng tạo của Miyazaki về một thế giới thần tiên mới đa dạng, lộng lẫy và cũng phần nào là tấm gương phản chiếu cho thế giới thực tại. Thế nhưng đối với những bạn là fan cứng của đạo diễn Hayao Miyazaki và đã xem hết các phim của ông, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra được những điểm tương đồng đáng kể của thế giới bên này so với những tác phẩm tiền nhiệm trước đó. Một số các công trình kiến trúc tòa tháp cổ gợi nhớ đến vùng đất linh hồn hay lâu đài phép thuật của Pháp Sư Hao. Ngôi nhà của Himi giống với nhà của bố mẹ Kiki trong phim Dịch Vụ Chuyển Phát của Phù Thủy Kiki. Các sinh vật có tên lổm ngổm gợi nhớ đến Mộc Linh Kodama trong phim Công Nương Mononoke. Và những con vẹt,
Một trong những mối đe dọa chính ở thế giới này và là ẩn dụ cho con người, chớ trêu thay lại con nét tương đồng với chính linh vật của nhà sản xuất Studio Ghibli, đó chính là Totoro. Như vậy, qua việc sáng tạo ra một thế giới mới cho một bộ phim mới, Hayao Miyazaki đã âm thầm cài cắm rất nhiều những chi tiết của các tác phẩm mình đã làm nên trong quá khứ. Như thể đang đưa khán giả chúng ta vào một khu vườn cổ tích để sống lại những ký ức tươi đẹp nhất cùng với Studio Ghibli vậy. Và thế giới ấy cũng phản chiếu cả những tâm tư triết lý của chính người nghệ sĩ, thể hiện qua vòng tuần hoàn duy trì sự sống giữa những con cá, bọn lồm ngồm và lũ bồ nông, hay sự tàn ác ưa bạo lực của xã hội loài vẹt. Một trong những phần đoạn đáng nhớ nhất trong hồi 2 chính là cảnh Mahito gặp lại mẹ kế Nasuko trong phòng sinh đẻ, khi cô đang chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng của mình. Đây là một trong những cảnh cao trào nhất phim, giải quyết mâu thuẫn từ đầu câu chuyện giữa việc Mahito không sẵn sàng chấp nhận mẹ kế thay thế mẹ mình, trong khi Nasuko đau khổ vì không thể thay thế cho người chị gái quá cố mà bảo vệ đứa con mồ côi mẹ. Trong phần đoạn này, cảm xúc của hai nhân vật được đẩy lên mãnh liệt khi Nasuko không những khước từ mà còn chửi rủa Mahito một cách đay nghiệt bởi cô đang khao khát có một đứa con ruột thịt để cắt đứt mối quan hệ với tàn dư nỗi đau chị gái mất. Tuy nhiên, đã chấp nhận thực tại của mình cũng như không muốn một lần nữa trải qua nỗi đau mất người thân, Mahito lần đầu trong đời đã gọi Nasuko là mẹ và cầu xin cô cùng đi về thực tại với mình. Điều này đã lay động Nasuko để quyết tâm quay trở lại thế giới thực tại cũng như chấp nhận một cuộc sống mới. Đây có lẽ là phân đoạn riêng để trải lòng của đạo diễn Hayao Miyazaki về tình cảm gia đình. Ông vốn dĩ là một người lạnh nhạt với chính những người thân yêu của mình để vùi đầu vào hàng tá những công việc, tạo nên những kiệt tác nhân loại ngưỡng mộ nhưng phải đánh đổi lại bằng những tình cảm thân thuộc, thiêng liêng nhất. Việc Nasuko xua đuổi Mahito ra khỏi phòng sinh đẻ tượng trưng cho việc bản thân Miyazaki đã bỏ lại gia đình phía sau để tập trung cho việc sáng tác ra những đứa con tinh thần của mình. Con trai ông, Goro Miyazaki, đã từng nhận xét về ông rằng, bố tôi không điểm ở vai trò người cha, điểm tuyệt đối ở vai trò người đạo diễn. Nhưng qua phân đoạn tương tác giữa hai nhân vật trên, Miyazaki có lẽ đang bày tỏ sự hối hận và đau buồn sâu sắc khi phải hy sinh tình cảm gia đình cho sự nghiệp, cũng như mong muốn được sớm kết thúc với sự nghiệp nghệ thuật để đoàn tụ và hàn gắn tình cảm với gia đình và những người mình thương yêu. Ngoài ra đây cũng là phân đoạn đầu tiên thể hiện ý niệm chấp nhận sự thay đổi để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn của ông, điều sau này được đẩy lên cao trào ở hồi cuối cùng. Hồi 3 của bộ phim xoay quanh cuộc trò chuyện giữa cậu bé và tháp chủ. Đây cũng chính là lúc tư tưởng chủ đạo của tác phẩm được đẩy lên rõ nét nhất. Đầu tiên là về nhân vật tháp chủ, ông vốn dĩ là người chú xa cách của cậu, là một kiến trúc sư đại tài bị thôi miên bởi vẻ đẹp ma mị của một hòn đá thiên thạch rơi và đã quyết định xây dựng một tòa tháp bao quanh nó. Sự say mê đến điên cuồng của ông với thế giới thần tiên do ông tạo nên bên trong tòa tháp đã kéo ông tách rời hoàn toàn khỏi thực tại, khiến ông rời bỏ gia đình mình và thậm chí không màng đến những sinh mạng đã nằm xuống để xây dựng nên tòa tháp cho ông. Tại thế giới đó, ông mang những sinh vật từ bên ngoài vào để chúng được sống trong một xứ sở thiên đường, và ngày đêm ông canh chừng sự vững vàng của 13 hòn đá do ông xây dựng nên để duy trì thế giới đó. Thế nhưng ông cũng hiểu rằng, những hòn đá của ông đã bị nhuốm màu ác ý nên sẽ không đứng vững mãi theo thời gian, và thế giới của ông có đẹp đến mấy rồi sẽ đến lúc suy tàn thành mây khói. Đó là lý do vì sao ông đưa Mahito đến đây, bởi ông kỳ vọng cậu bé sẽ thừa kế mình để xây dựng nên một thế giới mới tươi đẹp như cậu mong muốn, khác xa so với thực tại đau buồn khốc liệt. Lúc này khán giả có lẽ đã cảm nhận được rõ nhất hình ảnh của đạo diễn Hayao Miyazaki bên trong nhân vật tháp chủ này. Bản thân ông cũng là một con người cầu toàn và tham công tiếc việc, đắm chìm trong sự nghiệp đạo diễn mà bỏ mặc gia đình mình. Miyazaki tìm đến phong cách nghệ thuật kỳ ảo thần tiên trẻ thơ như một cách để chạy trốn khỏi thực tại, nhưng rồi chính bản thân ông cũng không thoát khỏi những cảm xúc và trăn trở dày vò về con đường mình đã chọn và về ý nghĩa của việc mình đang làm cho nhân loại. 13 viên đá của tháp chủ cũng chính là ẩn dụ cho 13 bộ phim đạo diễn Miyazaki đã từng cầm trịch, và ông đã thừa nhận các ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng căm ghét nhân loại lên những bộ phim ấy, cũng như việc 13 viên đá đã nhuốm màu ác ý vậy. Và ông ý thức được rằng sẽ không có người kế thừa xứng đáng cho mình. Bởi sau khi ông tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2014, Studio Ghibli đã gần như ở bờ vực sụp đổ nếu như ông không tuyên bố trở lại vào năm 2017. Nhân vật còn lại, cậu bé Mahito, giờ đây vừa là Miyazaki nhìn vào chính mình thời trai trẻ, nhưng cũng đồng thời chính là đại diện cho thế hệ tương lai say đắm bởi thế giới thần tiên của Studio Ghibli. Tư tưởng chủ đạo của cuốn sách Bạn sống thế nào được phản ánh rõ rệt nhất trong phân đoạn này, rằng chúng ta hãy là chính mình và lựa chọn một con đường sống phù hợp đem lại hạnh phúc cho bản thân mình. Mahito đứng trước lựa chọn được kiến tạo nên một thế giới hoàn hảo như ý muốn, tuy nhiên cậu đã từ chối và thể hiện khát vọng được trở về thế giới thực tại bên cạnh những người cậu thương yêu. Và tháp chủ cũng không khước từ yêu cầu đó của cậu, ông viên mãn tiễn đưa Mahito và những người bạn rời đi,
trao lại cho cậu 13 viên đá làm kỳ vật và rồi ở lại chứng kiến thế giới mình đã dày công xây dựng dần dần sụp đổ. Qua tương tác giữa cậu bé Mahito và tháp chủ, đạo diễn Miyazaki đã ngầm ý thức được hai điều. Một mặt, ông biết rõ những tháng ngày kiến tạo thế giới nghệ thuật của mình đang dần đi đến hồi kết, và ông không cảm thấy tiếc nuối khi nó kết thúc bởi như nhân vật Kiriko trong phim đã nói, tôi hài lòng vì đã cho lũ lồm ngồm ăn uống no đủ trước khi chúng bay đi. Ông đã tận tụy cả cuộc đời cho phim ảnh, và di sản ông để lại sẽ còn đó cho các thế hệ đời sau chiêm ngưỡng và phán xét. Mặt khác, ông ý thức rõ khán giả chúng ta, và có rất nhiều bạn trẻ đam mê với thế giới thần tiên của ông và Studio Ghibli đã xây dựng và không muốn nó kết thúc. Nhưng sau cùng, chúng ta là những chủ nhân của tương lai và chúng ta có trách nhiệm phải kiến tạo nên tương lai tốt đẹp hơn theo cách của riêng mình. Đó là lời nhắn nhủ của ông tháp chủ khi trao những hòn đá làm vật lưu niệm cho Mahito, rằng cậu đã đủ trưởng thành để lựa chọn con đường sống riêng và hướng đến những mục tiêu cao đẹp hơn. Còn ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trời ban của mình. Vậy tóm lại, Thiếu niên và chim diệc là một bộ phim thật sự ích kỷ. Bởi lẽ Hayao Miyazaki không làm phim này cho khán giả đại chúng thưởng thức hay cho các chuyên gia bình phẩm phân tích, mà ông làm để tự thuật lại chính bản thân mình cũng như tự chiêm nghiệm lại về ý nghĩa cuộc đời của mình. Mỗi phân đoạn trong phim là một triết lý sâu xa tác giả muốn gửi gắm, để rồi sau cùng bất chấp những góc nhìn đầy tiêu cực về xã hội và con người. Ông vẫn hy vọng vào thế hệ trẻ sẽ vượt qua những vấp ngã thách thức trên đời để kiến tạo nên một tương lai tươi sáng cho nhân loại bằng tài năng và phẩm chất đặc trưng của mình. Và chớ trêu thay, bộ phim đầy ích kỷ ấy đã để lại cho chúng ta những bài học vô giá về cách làm người và sống cuộc đời cho xứng đáng. Tất cả đều xuất phát từ một câu hỏi đơn giản. Bạn sống thế nào? Hay đúng hơn là, bạn sẽ sống như thế nào? Bài phân tích và luận bàn về Thiếu niên và chim diệc của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema đã chú ý theo dõi và đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nếu bạn thích video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.